Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tội lỗi tràn lan. Con tin yêu cậy trong phó thác, con kêu van lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tội cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con, xin Ngài đoái Chúa. Chúa ơi, biết lòng con đang xót xa vì tội lỗi con đã xúc phạm Chúa luôn. Trời mênh mang, con tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tội lỗi tràn lan. Con tin yêu cậy trong phó thác, con lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tội cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con, xin Ngài đoái lúc khó nguy, lúc đời gian truân lẽ loi. Ngài bên con chia sớm thân phận thế gian, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Israel nổi loạn. Sách Dân số chương 14 từ câu 1 đến câu 9. Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. Tất cả con cái Israel đều kêu trách ông Môsê và ông Aharon. Toàn thể cộng đồng nói với các ông: phải chi chúng tôi chết ở bên đất Ai Cập, hoặc phải chi chúng tôi chết trong sa mạc này cho xong. Sao Đức Chúa lại đem chúng tôi vào đất này, để chúng tôi ngã gục dưới lưỡi gươm, để vợ con chúng tôi bị giặc giết? Chúng tôi trở về Ai Cập có tốt hơn không? Họ bảo nhau: chúng ta hãy đặt lên một người cầm đầu và trở về Ai Cập. Trước mặt toàn thể đại hội của cộng đồng con cái Israel, ông Môsê và ông Aharon sấp mặt xuống đất. Ông Giô-sê, con ông Nun, và ông Ca-lép, con ông Giơ-phun-ne, là những người đã tham dự cuộc do thám đất, xé áo mình ra và nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel: miền đất chúng tôi đã đi qua để do thám là đất tốt, thật là tốt. Nếu Đức Chúa thương ta, Người sẽ đưa ta vào đất ấy và ban đất ấy cho ta, một đất tràn trề sữa và mật. Vậy anh em đừng nổi loạn chống Đức Chúa và đừng sợ dân đất ấy. Chúng ta sẽ nuốt chừng chúng. Thần hộ mệnh của chúng đã lìa xa chúng, còn Đức Chúa thì ở với ta. Đừng sợ chúng. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa và lời chuyển cầu của ông Môsê. Sách Dân số chương 14 từ câu 10 đến câu 19. Cả cộng đồng đang bàn chuyện ném đá các ông.
thì vinh quang Đức Chúa xuất hiện trong lều hội ngộ, trước mắt toàn thể con cái Israel. Đức Chúa phán với ông Môsê: Dân này còn khinh thị ta đến bao giờ nữa? Cho đến bao giờ chúng không chịu tin vào ta, mặc dầu ta đã làm bấy nhiêu dấu lạ ở giữa chúng? Ta sẽ dùng ôn dịch mà đánh phạt chúng, sẽ không cho chúng hưởng gia nghiệp. Rồi ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc lớn và mạnh hơn chúng. Ông Môsê thưa với Đức Chúa: Người Ai Cập đã nghe biết rằng Ngài đã dùng sức mạnh của Ngài mà đưa dân này ra khỏi đất chúng, và chúng đã kể lại việc đó cho dân cư đất này. Dân đất này đã nghe biết rằng chính Ngài, Đức Chúa, Ngài ở giữa dân này. Chính Ngài, Đức Chúa, Ngài cho họ được thấy Ngài tận mắt, rằng đám mây của Ngài dừng trên họ, và Ngài đi trước họ ban ngày trong cột mây và ban đêm trong cột lửa. Thế mà Đức Chúa lại muốn giết cả dân này như giết một người. Các nước đã từng nghe danh tiếng Ngài sẽ nói: Chính bởi vì Đức Chúa đã không thể đem dân ấy vào đất người đã thề ban cho chúng, mà người đã hạ sát chúng trong sa mạc. Vậy giờ đây, xin Chúa Thượng của con biểu dương sức mạnh, như Ngài đã phán: Đức Chúa, trầm giận và giàu ân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm và tội ác, nhưng không dung tha điều gì, phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Vậy xin Ngài tha thứ lỗi lầm của dân này theo lượng cả ân nghĩa của Ngài, như Ngài đã từng chịu đựng dân này từ Ai Cập cho đến đây. Thứ tha và trừng phạt. Sách Dân số, chương 14, từ câu 20 đến câu 38. Đức Chúa đáp: Ta tha thứ như lời ngươi xin. Tuy nhiên, ta lấy sự sống của ta, lấy vinh quang của ta là Đức Chúa, vinh quang tràn đầy cõi đất, mà thề: Không một ai trong những người đã thấy vinh quang của ta và những dấu lạ ta đã làm bên Ai Cập và trong sa mạc, nhưng đã thách thức ta cả 10 lần và đã không chịu nghe theo tiếng ta. Không một ai trong những người ấy sẽ được thấy miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng. Tất cả những ai khinh thị ta sẽ không được thấy đất ấy. Nhưng tôi trung của ta là Caleb, vì được một thần khí khác thúc đẩy và đã một lòng theo ta, thì ta sẽ đưa nó vào đất nó đã đi tới, và dòng dõi nó sẽ chiếm hữu đất ấy. Vì người Amalek và người Canaan ở vùng đồng bằng, nên ngày mai các ngươi hãy quay trở lại và theo hướng biển sậy mà vào sa mạc. Đức Chúa lại phán với ông Môsê và ông Aharon: Cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách ta? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn. Đám con cái Israel này cứ lẩm bẩm chống ta. Người hãy nói với chúng: Ta thề, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong sa mạc này, thay các ngươi sẽ ngã gục. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà ta đã cằn nhằn chống ta. Trong sa mạc này, thay các ngươi sẽ ngã gục. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chống ta, không một ai sẽ được vào đất mà ta đã giơ tay thề sẽ đưa các ngươi vào cư ngụ, ngoài trừ Caleb, con của Jephunne, và Joshua, con của Nun. Còn các trẻ con mà các ngươi cho rằng
sẽ bị bắt làm chiến lợi phẩm, thì ta sẽ đưa chúng vào, và chúng sẽ được biết đất các ngươi đã chê bỏ. Còn các ngươi, thầy các ngươi sẽ ngã gục trong sa mạc này, và con cái các ngươi sẽ đi lang thang trong sa mạc 40 năm. Chúng sẽ mang lấy tội phản bội của các ngươi, cho tới khi tất cả các ngươi thành thây ma trong sa mạc. Theo số ngày các ngươi đã đi do thám đất, 40 ngày, mỗi ngày tính là 1 năm, các ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi 40 năm, và các ngươi sẽ biết ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào. Ta, Đức Chúa, ta đã phán, ta quyết sẽ thi hành như thế cho toàn thể cộng đồng hư đốn này đã cấu kết với nhau chống lại ta. Trong sa mạc này, chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết. Những người đã được ông Môi-se sai đi do thám đất, lúc trở về, đã làm cho cả cộng đồng lẩm bẩm kêu trách ông vì những lời xuyên tạc về đất ấy. Những người đó đã bị phạt chết ngay trước men Đức Chúa vì manh tâm xuyên tạc về đất ấy. Chỉ có Giô-suê, con ông Nun, và Ca-lép, con ông Giơ-phun-ne, trong số người đi do thám đất là còn sống. Dân Israel thất bại. Sách Dân số, chương 14, từ câu 39 đến câu 45. Khi ông Môi-se thuật lại những lời ấy cho toàn thể con cái Israel, thì dân chúng đã kêu khóc thảm thiết. Thế rồi họ dậy sớm, kéo nhau lên đỉnh núi và nói: "Này, chúng tôi lên nơi mà Đức Chúa đã nói, vì chúng tôi đã phạm tội." Ông Môi-se trả lời: "Sao anh em lại trái lệnh Đức Chúa như thế? Việc này sẽ không thành công. Đừng lên. Đức Chúa không ở với anh em đâu. Anh em sẽ bị quân thù đánh bại. Phải, quân Amalek và quân Canaan sẽ chặn đánh anh em ở đó, và anh em sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, bởi vì anh em đã bỏ không theo Đức Chúa, và Đức Chúa không ở với anh em nữa." Họ khăng khăng kéo lên đỉnh núi, trong khi hòm bia giao ước của Đức Chúa, cũng như ông Môi-se, không rời khỏi trại. Quân Amalek và quân Canaan đóng trên núi ấy đã chèn xuống tấn công và đánh đuổi họ tan tành cho tới Khokma. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ sáu, cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngồi vào Thiên Chúa. Trong cõi đời.
cảm ơn cha Chúa thấm nhuần muôn dáng chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho mọi người trong khắp lạy Chúa, Chúa là đấng trọn con trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã ca lòng phan nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dâng lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chưa cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cảm thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Năm nào ngài chết cho con, thâm tư ngài đã hiểu.
giờ mau đào để cứu chúng con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con
con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trăm ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin tham vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin tham vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ám thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ sáu, cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Những linh hồn này giống trái tim Ta hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho Ta trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những thiên thần trần thế. Họ sẽ canh thức bàn thờ của Ta. Ta sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được hồng ân của Ta. Ta đặc biệt tín nhiệm ở những linh hồn ấy. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán: các con hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ, vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó. Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn, để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến các linh hồn hiền lành và khiêm nhường, các linh hồn trẻ thơ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ khiêm nhường giống như con Cha và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, hầu chúng con được ca tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.
này con là đá. Trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan xứng cùng mưu ma vậy cùng không làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa gìn giữ người tăng công sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta vung bái tôn thờ và dấu tin ngàn xưa lưu ký, phải kinh nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù đắp, nếu rằng con không cảm thấy gì. Dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng chúc vang ngợi, cùng vinh phu quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngàn đường, để tiếng Chúa thánh linh nhận hầu cùng tán dương cảm tạ suốt đời. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ương ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhận quyền tuyển đôi Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được giữ bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con. Nguyện tận tâm nong nảy mến Chúa và năng hương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn, để Chúa cai trị lòng chúng con. Lấy trái tim cứng trong, xin Chúa thương chủ tòa can khi chúng con hối hòm,
chung lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thánh hiền các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não, lấy trái tim Đức Chúa Giêsu. Nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúc làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắn cho nó nhớ. Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn, khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tan sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ quân người còn, xin khâm phục lệnh Chúa đời đời sơ đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chắc rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cảm khen các ơn lành Chúa đời đời. Lấy trái tim cứng sạch Đức Bà Maria, lấy thánh tổ phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhắn cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuệ trái tim Đức Chúa Giêsu là vua và là Chúa cả chúng con. Amen. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu, Chúa con ơi, lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Màu nhiệm khôn đau, tình yêu bao ngôi từ cây, là nguồn khởi nguyên, mầm sống và nguồn phúc lợi. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thế nhân loại. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tôi, nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.